Champions League đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải và rõ ràng là cả hai ông lớn của xứ sở Bò Tót đều đang rất quyết tâm cho tham vọng ở sân chơi châu lục. Nếu như Barcelona đang có được ít nhiều lợi thế sau trận lượt đi thì chắc chắn Real Madrid lại đang phải đối mặt với không ít những thách thức trước thềm cuộc đối đầu tại Etihad. Do đó cả hai đội bóng chắc chắn sẽ cần phải có những toan tính cho riêng mình ở đấu trường La Liga sao cho có được một lực lượng mạnh nhất đảm bảo được mục tiêu ở cả hai sân chơi. Và đó cũng sẽ là những nội dung chính của El Clasico World ngày Chủ nhật 14 tháng 4 hôm nay. Một chiến thắng chắc chắn sẽ là điều mà đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti phải nhắm tới để có thể sớm dứt điểm cuộc đua tại La Liga và dồn toàn sức cho Champions League. Nhưng những áp lực là điều mà chắc chắn các học trò của ông thầy người Ý cảm nhận được trong những ngày qua. Chính vì vậy mà một đối thủ như Real Mallorca cũng chưa chắc đã có thể trở thành một cái tên dễ chịu dành cho Los Blancos, nhất là khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải hành quân tới sân của đối thủ. Chỉ phải đối mặt với một Mallorca đã hết mục tiêu ở La Liga mùa này. Vì vậy, người mộ Real Madrid cũng như người mộ bóng đá trung lập đã chờ đợi một màn nã đạn vào lưới Mallorca ở trận đấu diễn ra vào tối ngày hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân Estadio Mallorca sân mới lại cho thấy điều trái ngược hoàn toàn. Dù đưa vào sân một dàn hào thủ trong đó có Aurélien Tchouaméni, một trong những tiền vệ phòng ngự đa năng nhất thời điểm hiện tại của bóng đá Pháp cũng như Kiên Kiên Trắng, nhưng những gì mà vị khách tới từ thủ đô làm được chỉ là thực hiện 3 cú sút trượt mục tiêu về phía khung thành Real Mallorca mà thôi. Càng đáng buồn hơn khi biết rằng các học trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti mới là những người áp đảo hoàn toàn về thế trận với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 63% ở hiệp 1. Khi các vị khách bắt đầu thể hiện sự bế tắc của mình thì đội chủ nhà bắt đầu thể hiện sự hiếu khách của mình bằng những pha vây giáp trước khung thành của Andrei Lunin. Thậm chí ở phút thứ 38 của trận đấu, nếu không có tài nghệ của thủ môn người Ukraine, Los Blancos đã bị thủng lưới sau một tình huống đánh đầu đầy hiểm hóc của đội trưởng Antonio Rayolo. Trong số những cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc nhất của Real Madrid ở hiệp 1, có thể kể đến tình huống diễn ra ở phút thứ 32 của trận đấu. Cụ thể, ở tình huống này, sau khi nhận được bóng ở khu vực gần cầu môn đối phương, Tchouaméni đã nhanh chóng thực hiện một đường nhả bóng cho Jude Bellingham, đột phá thẳng vào khung thành đối phương rồi tung ra một cú sút. Đáng tiếc thay, cú sút của tiền vệ người Anh lại chỉ có thể đưa trái bóng đi thẳng vào xà ngang của Mallorca mà thôi. Sau khi chứng kiến nỗ lực của các cầu thủ Real xuyên suốt hiệp 1, có lẽ thần may mắn đã mùi lòng với Los Blancos. Vì vậy, ngay ở 2 phút đầu hiệp 2 thì Real đã có được một cơ hội cực kỳ ngon ăn. Đương nhiên, Aurélien Tchouaméni không hề để phí cơ hội mở điểm cho đội nhà trực diện nhưng cũng cực kỳ hiểm hóc, khiến thủ môn Predrag Rakovic chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Dù chỉ có được một bàn thắng vào lưới của đội bóng xứ đảo ở chuyến làm khách trên sân Mallorca sân mùa, nhưng với Real Madrid có lẽ 3 điểm quan trọng hơn một màn trình diễn đẹp, nhất là khi đối thủ Barcelona đang bám đuổi phía sau lưng Los Blancos ở những trạng cuối cùng của mùa giải hiện tại. Một chiến thắng vào lúc này sẽ mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không chỉ ở khía cạnh điểm số mà còn là những giá trị về mặt tinh thần dành cho Real Madrid. Họ chắc chắn sẽ cần phải có được những sự chuẩn bị tốt nhất để có thể vững vàng hơn trước thêm chuyến hành quân lành ít dữ nhiều tới thánh địa Etihad của Marseille. Và như chính Carlo Ancelotti chia sẻ sau trận đấu, đây là một chiến thắng quan trọng để có thể giúp Real tiến gần hơn tới mục tiêu danh hiệu vào cuối mùa giải này. Dù các học trò đã cho thấy sự thiếu chính xác xuyên suốt 90 phút trên sân, thì nhưng trong phòng họp báo sau trận, huấn luyện viên Carlo Ancelotti không hề tỏ ra thất vọng với màn trình diễn dưới mức trung bình của các học trò. Thậm chí ngược lại, ông thầy người Italia còn dành những lời có cánh dành cho các học trò của mình. Cụ thể, Caletto chia sẻ: "Tôi rất hài lòng với kết quả này bởi lẽ tôi biết rằng việc giành chiến thắng ở Mallorca không phải là một điều dễ dàng." Cũng trong phòng họp báo thì huấn luyện viên người Italia đã chia sẻ những lý do vì sao ông lại quyết định để Militao vào sân ở những phút cuối cùng của trận đấu thay vì để anh vào sân ngay từ đầu thay cho Nacho Fernandez. Cụ thể thì ông chia sẻ: "Tôi đã tính đến chuyện để cậu ấy thi đấu nhiều hơn, nhưng kết quả của trận đấu ở thời điểm đó đã khiến tôi thiếu yên tâm. Một lần nữa thì Vini lại trở thành cái tên gây chú ý nhất ở trận đấu ngày hôm nay khi liên tục bị người mộ Mallorca phản đối bằng những tiếng la ó, sỉ nhục. Nhưng thay vì chịu khuất phục trước những hành động đáng xấu hổ này của người mộ Mallorca, cầu thủ người Brazil vẫn tiếp tục thể hiện những gì tốt nhất của mình ở trận đấu đó." Đương nhiên, huấn luyện viên Caletto rất hài lòng với thái độ thi đấu cũng như phản ứng của cầu thủ người Brazil ở trận đấu đó. Cũng theo Caletto thì việc cầu thủ người Brazil bị la ó, phản đối chính là một trong những minh chứng cho thấy anh đang cực kỳ thành công ở thời điểm hiện tại. Cụ thể, ông chia sẻ: "Khi người mộ đội chủ nhà bắt đầu la ó phản đối anh, tức là anh đã trở thành cầu thủ giỏi đấy." Cũng trong phòng báo thì huấn luyện viên Italia đã bắt đầu nói về trận đấu Champions League gặp Man City diễn ra vào tuần sau. Cụ thể, theo Caletto, tập thể của ông sẽ giành chiến thắng không phải bởi thế lực của họ mà bởi thái độ thi đấu trên sân. Cụ thể, huấn luyện viên Italia chia sẻ: "Vào thứ tư tới đây thì chúng tôi sẽ giành chiến thắng trước Man City không phải nhờ thế lực của mình mà bởi chính thái độ của chúng tôi ở trận đấu đó."
Cuối cùng thì huấn luyện viên người Italia đã chia sẻ một thông tin chắc chắn sẽ khiến người mộ Barcelona cảm thấy vui. Đó là ở trận tứ kết lượt về Champions League gặp Man City, chắc chắn Antonio Rudiger sẽ được vào sân. Cụ thể thì ông chia sẻ, chắc chắn Antonio Rudiger sẽ được vào sân ở trận đấu gặp Man City. Trong cùng một ngày, Barcelona hiểu rằng mình cũng sẽ cần phải có được một chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng mong manh bám đuổi Real Madrid trên bảng xếp hạng La Liga. Chuyến làm khách tới sân của Cadiz, một đội đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ, có thể sẽ không phải là trở ngại quá lớn dành cho ma thuật đen của huấn luyện viên Xavi vào lúc này. Nhưng quan trọng hơn cả, chiến thắng dành cho Blaugrana sẽ là tiền đề quan trọng để gã khổng lồ xứ Catalan có thể sẵn sàng với tinh thần cao nhất trước thềm trận lượt về với Paris Saint-Germain ở đấu trường Champions League vào tuần sau. Cũng giống như đại kình địch Real Madrid, Blaugrana cũng chỉ phải gặp một đội bóng tầm trung ở La Liga. Và cũng giống như kiền kiền trắng, Blaugrana đã có một ngày thi đấu tệ hại đến mức khó hiểu cho đội bóng hiện đang xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng La Liga mùa này, tức kém 3 hạng so với Real Mallorca. Đội bóng cũng vừa để thua trước Los Blancos ở trận đấu khai màn trước đó vài giờ đồng hồ. Khi nhìn vào cách bày binh bố trận cũng như các pha di chuyển của các cầu thủ Cadiz xuyên suốt trận đấu gặp Barcelona, thật khó để tin rằng đây là một đội bóng đang xếp ở nhóm cơm đen đỏ của La Liga mùa này. Thậm chí ở phút thứ 15 của trận đấu, Javier suýt chút nữa đã có bàn thắng cho Blaugrana nếu nắn nót hơn ở tình huống đối mặt với thủ thành Marc-André ter Stegen. Cũng giống như Real ở hiệp 1 trận gặp Real Mallorca thì Blaugrana cũng cố gắng dồn ép đối phương. Cụ thể theo thống kê của SofaScore ở hiệp 1 của trận đấu này, Blaugrana là đội có thời lượng kiểm soát bóng lên tới 66% nhưng lại chỉ có thể thực hiện tổng cộng 8 cú sút về phía khung thành đối phương và chỉ có 2 trong số đó đi trúng đích. Một con số đáng buồn với đội bóng từng sở hữu Lionel Messi, một trong những tiền đạo xuất sắc nhất bóng đá thời kỳ hiện đại. Khác với Real thì đội bóng phải chờ đến hiệp 2 mới có được bàn thắng vào lưới của Mallorca. Ngay ở một của trận đấu thì Barcelona đã có được bàn thắng nhờ pha bay người vô lê mạnh mẽ vào lưới thủ môn của Ledesma, qua đó đem về bàn thắng mở điểm cho đội chủ sân Camp Nou ở hiệp 1 của trận đấu diễn ra trên sân Montjuïc. Đội bóng tới từ vùng Cadiz đã cho thấy họ không đến sân Montjuïc để nhận về một thất bại. Vì vậy, ngay ở phút thứ 55 của trận đấu, các cầu thủ áo vàng đã nhanh chóng thực hiện một pha đánh đầu trong vòng cấm xuất phát từ một đường tạt bóng. Tiếp theo đó, ở phút thứ 58 của trận đấu, các cầu thủ Cadiz đã thực hiện một pha tạt bóng vào trong. Tuy nhiên, cả hai lần đó, các cầu thủ phòng ngự cũng như thủ môn Marc-André ter Stegen đều thể hiện sự tỉnh táo của mình khi chặn đứng thành công hai tình huống nguy hiểm kể trên của đội khách. Có được trận thắng trước Cadiz thì Barcelona tiếp tục nuôi hy vọng lật ngược thế cờ ở giai đoạn cuối mùa, như là khi mùa giải vẫn còn 7 trận nữa mới kết thúc. Tuy nhiên, với việc Real đã có được chiến thắng trước đội chủ nhà Real Mallorca, nhiệm vụ của Blaugrana thời điểm hiện tại là không để thua, dù chỉ là một trận ở phần còn lại của mùa giải. Cũng có được một chiến thắng tối thiểu giống như những gì mà đại kình địch Real Madrid đã làm được. Huấn luyện viên Xavi có quyền hài lòng với các nỗ lực của các học trò để có thể tiếp tục tạo ra áp lực với Los Blancos trên bảng xếp hạng La Liga. Quan trọng hơn cả chính là việc Barca đã có thể tiếp tục tạo ra áp lực để khiến cho Real Madrid không được phép chủ quan dù rằng khoảng cách giữa hai đội vẫn là 8 điểm. Chính vì vậy không quá khi nói rằng Barca vẫn đang biết cách tạo ra thế gọng kìm đối với Real Madrid khi mà áp lực tại cả La Liga lẫn Champions League vẫn đang là rất lớn. Xuyên suốt mùa giải vừa qua, một trong những tin đồn được báo chí Tây Ban Nha đưa nhiều nhất đó là Blaugrana sẽ đưa huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool về sau khi mùa giải kết thúc. Một thông tin càng được lan truyền mạnh hơn sau khi huấn luyện viên người Đức quyết định chia tay The Kop sau khi Premier League mùa giải hiện tại kết thúc. Không rõ liệu Jurgen Klopp có về với sân Camp Nou ở mùa sau hay không, nhưng ở thời điểm hiện tại thì người mộ Barcelona đã nhận ra một điều khá thú vị, đó chính là họ cũng đang sở hữu một Jurgen Klopp nhà chồng, đó là Oscar Hernandez, anh trai của huấn luyện viên đương nhiệm Xavi Hernandez. Không chỉ có vẻ ngoài giống với huấn luyện viên người Đức của The Kop, Oscar còn sở hữu một chuỗi thành tích đáng nể khi thay thế cậu em trai của mình trên băng ghế chỉ đạo. 6 trận toàn thắng ở La Liga mùa này, một con số chắc chắn sẽ khiến ban lãnh đạo Blaugrana phải để mắt tới sau khi mùa giải hiện tại kết thúc. Sau khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của Cadiz trước các học trò của mình ở trận đấu ngày hôm qua, huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã dành những lời khen dành cho đội bóng tới từ vùng Andalusia. Cụ thể anh chia sẻ trong phòng họp báo, tôi chúc Cadiz mọi sự tốt lành. Nếu họ cứ thi đấu tốt như trận đấu diễn ra hôm nay, chắc chắn họ sẽ có cơ hội thoát khỏi nhóm xuống hạng sau khi mùa giải này kết thúc. Cũng giống như huấn luyện viên Carlo Ancelotti, dù cao trò của anh thi đấu dưới sức ở trận đấu diễn ra vào dạng sáng hôm nay, nhưng thay vì chỉ trích họ trong phòng họp báo thì Xavi lại dành tặng những lời có cánh dành cho cao trò của mình, những người mà theo anh đã thi đấu rất tốt ở trận đấu dạng sáng hôm nay. Cụ thể thì huấn luyện viên người Tây Ban Nha chia sẻ, chúng tôi đã có được một trận đấu tốt, thêm vào đó, chúng tôi còn tạo được áp lực lên Real ở cuộc đua vô địch. Sau khi đưa ra những lời nhận xét về màn trình diễn của các học trò cũng như đối phương, thì huấn luyện viên người Tây Ban Nha bắt đầu chuyển trọng tâm của mình vào trận đấu lượt về với Paris Saint-Germain ở Champions League mùa này, một trận đấu quan trọng không kém một cuộc chiến với huấn luyện viên người Tây Ban Nha.
Cụ thể, anh chia sẻ trong phòng báo, chúng tôi muốn làm một điều gì đó thật vĩ đại ở trận đấu diễn ra vào ngày thứ ba sắp tới. Bởi lẽ, trận đấu này đến đúng giai đoạn tuyệt vời nhất của chúng tôi mùa giải hiện tại. Tóm lại, vào ngày thứ ba tới thì chúng tôi sẽ bước vào một cuộc chiến thật sự. Đó chính là những cập nhật mới nhất của hai đại gia hàng đầu xứ sở bò tót sau lượt trận ở vòng 31 La Liga vừa qua. Giờ đây mọi sự tập trung sẽ được đổ dồn về hai trận đấu của hai đại diện Tây Ban Nha ở đấu trường Champions League trong tuần tới. Không thể loại trừ khả năng sẽ có những bất ngờ xảy ra, và chắc chắn thì người hâm mộ đều đang rất mong chờ sự khác biệt mà hai ông lớn này mang lại ở sân chơi danh giá nhất của châu lục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi El Clasico World ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.